Linh xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ tiết mục trò chuyện giữa đêm khuya của Linh lại bắt đầu nè các bạn ơi. Đó, ăn uống hoài bây giờ tăng cân mà còn bị quở nữa. Thôi hôm nay Linh làm video trò chuyện tiếp. Đó thì hôm nay cái chủ đề của Linh á là câu ca dao mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng nha các bạn. Đó. Thì ý nghĩa của cái câu ca dao này á là tình cảm của người mẹ kế đối với con chồng sẽ không sâu sắc và đậm đà. Đó, thì theo như quan điểm của người xưa hay là trong các câu chuyện cổ tích thì người mẹ kế luôn là người độc ác với con chồng hay là ghét bỏ con chồng ha các bạn đó. Tại vì đâu phải là con của họ đâu, đâu phải là con của họ đứt ruột sinh ra. Đó. Thì nhưng mà theo quan niệm của Linh á, thì cái câu ca dao đó cũng không hoàn toàn là đúng với ý nghĩa của nó các bạn. Tại vì các bạn biết không? Sau khi mà Linh ly hôn với người chồng trước của Linh đó, Linh cũng có ý nghĩa là Linh sẽ ở như vậy để nuôi con Linh. Tại vì Linh cũng sợ là nếu mà Linh mà đi 11 bước nữa thì Linh sợ con của Linh sẽ khổ, sẽ không chăm sóc chu đáo cho con Linh. Tại vì nếu mà Linh ở như vậy, Linh đi làm rồi kiếm tiền rồi về có thời gian với con hơn. Còn nếu như mà Linh lập gia đình một lần nữa, lúc trước là Linh nghĩ như vậy, Linh nghĩ nếu mà Linh lập gia đình một lần nữa thì Linh sẽ bận rộn hơn, không có thời gian chăm sóc cho con của Linh. Đó, cho nên Linh kéo dài vậy suốt mấy năm trời Linh ở vậy, Linh nuôi con Linh. Thì cũng như gia đình chồng cũ của Linh cũng nói với Linh là cái thằng cha ghẻ của mày á, nó sẽ không thương con mày, nó sẽ giết hại con mày. Đó, cho nên Linh cũng lo sợ về cái câu nói đó lắm các bạn. Cho tới khi á, mà Linh gặp ông xã hiện tại của Linh bây giờ. Đó, lúc đó là Linh đưa ông xã của Linh về nhà thăm gia đình cho gia đình biết mặt. Thì Linh giới thiệu với gia đình của Linh á, là ông xã của Linh đã có đứa con trước đó. Thì mẹ của Linh với chị hai của Linh lúc đó là cũng e ngại lắm các bạn. Nói với Linh á là trời ơi Linh ơi Linh, con cũng có một đứa con mà Brian cũng có một đứa con. Brian là tên của ông xã Linh đó các bạn. Mẹ Linh nói là Brian cũng có một đứa con luôn. Thì sau này á nếu mà hai đứa cưới nhau về á thì sẽ sinh con thêm nữa. Rồi lúc đó là lại là con anh, con em, con chúng ta. Thì như vậy gia đình á có xáo trộn hay là xào xáo có im ấm hay không? Đó, lúc đó là gia đình Linh cũng là lo sợ về cái vấn đề đó lắm các bạn. Tại vì Linh đã khổ một lần rồi cho nên gia đình Linh nó không muốn Linh khổ một lần nữa. Rồi thì tương lai của Linh là do Linh quyết định luôn các bạn. Linh chấp nhận làm vợ của ông xã của Linh. Đó thì tại vì khi mà quen là Linh thấy cái cách chăm sóc yêu thương con của ông xã của Linh nó rất là chu đáo luôn. Mà ảnh cũng thương con trai Elvin của Linh lắm các bạn. Tại vì khi mà quen ảnh tính tới chuyện tương lai lâu dài. Ảnh nghĩ tới chuyện là kết hôn sẽ đưa cả gia đình sang Úc sống. Cho nên là ảnh cho con trai của Linh đi học trường quốc tế Úc á các bạn. Trường quốc tế Úc đi học từ nhỏ năm lớp 1 luôn. Để cho bé biết tiếng Anh sớm để sau này qua Úc hòa nhịp với cuộc sống ở bên Úc sớm. Đó, rồi mà ảnh thương con, ảnh thương con Linh là cũng đồng đều như con ảnh luôn. Đó, giống như là Ethan nó có cái gì thì con trai Linh cũng có cái đó. Mua cái điện thoại iPhone cho Ethan thì Elvin cũng có iPhone. Rồi đi siêu thị mua cái hộp đồ chơi này cho Ethan thì hỏi Elvin là có thích cái nào thì mua cái đó luôn. Đó, chứ không có là đứa có đứa không. Đó, mà ảnh thương Elvin lắm các bạn ơi. Ảnh thấy Elvin ốm yếu đồ, ảnh mua sữa tăng chiều cao, tăng cân đồ lên cho đủ thứ cho Elvin nó uống. Rồi đi học thì mướn tài xế đưa rước, đủ thứ hết trơn á các bạn ơi. Đó, đó là cái vấn đề về cha ghẻ đó, là người cha ghẻ rất là tốt luôn. Còn bây giờ là nói về cái vấn đề là người mẹ kế nè. Linh sẽ bây giờ là Linh sẽ nhập vai vào cái người mẹ kế nè các bạn đó. Đó thì trong cái thời trước khi mà Linh đi sang Úc á thì Linh ở Việt Nam mấy năm trời. Đó, đó thì ông xã Linh nó cứ đi làm ở Úc 4 tuần rồi còn 4 tuần thì ảnh Việt Nam. Thì thường xuyên ảnh dẫn Ethan về Việt Nam lắm các bạn. Đó, giống có khi nghỉ hè là 2 tháng trời thì ảnh đi về Việt Nam được 4 tuần, ảnh dẫn Ethan về được 4 tuần. Thì Ethan nó về Việt Nam chơi rất là vui luôn, nó rất thích là về Việt Nam. Mà lúc đó nó còn nhỏ nữa các bạn. Nó có mới mấy tuổi à. Nó rất là dễ thương. Đó, rồi nó về có khi á là chơi hết 4 tuần rồi mà nó còn không muốn đi về Úc nữa. Đó, rồi nhưng mà Ethan nó vẫn còn có mẹ nó nha các bạn. Tại vì ông xã lên dưới cái người trước á là chia tay rồi ra tòa là theo như thỏa thuận á là 50-50 là quyền nuôi con á là mỗi lần mà ông xã lên ở nhà thì Ethan sẽ về nhà với ông xã Linh. Còn khi mà ông xã Linh đi làm thì nó sẽ về với má nó. Cho nên nó không có ở lại với Linh được. Đó, ông xã Linh đi về Úc đi làm là nó sẽ đi về nhà má nó.
đó. Nhưng mà nó thích ở với Linh lắm các bạn, lúc lúc Thì thì nó không có kêu Linh bằng mẹ đó. Cái đó thì Linh là cũng không có quan tâm lắm, tại vì nó muốn kêu thì nó kêu, nó không kêu thì thôi không sao. Nhưng mà nghe Vinh nó thì nó kêu ông xã Linh là bằng dad hoặc là bằng ba đó. Nhưng mà Linh không có quan tâm là Y Thình nó có kêu Linh bằng mẹ không, Linh không có buồn cái vụ đó các bạn đó. Muốn kêu cái gì kêu, nhưng mà miễn sao mà nó ngoan, nó biết tôn trọng mình là được rồi. Rồi khi mà nó về Việt Nam nó thương, nó mến Linh lắm. Nó cứ tối ngày cứ nấu đồ ăn ngon gì cho nó là nó lại nó hung, nó hít, nó nói con thương Linh, dì Linh quá đồ này nọ, nó đủ thứ hết trơn á. Rồi khi mà bôn chơi đủ 4 tuần rồi phải ba về Úc với ba là cũng rớm nước mắt, cũng ít ướt lắm, con trai mà ít ướt lắm, cũng rớm nước mắt không muốn đi, rồi hung hết tạm biệt hãy giữ gìn sức khỏe nha dì Linh. Rồi khi mà nó về Úc nó cũng gọi điện thoại nhắn tin cho Linh, nói chuyện với Linh nữa các bạn. Đó là thì cái phần Linh nói là khi ở Việt Nam là như vậy. Còn bây giờ Linh sẽ nói về cái phần mà khi mà sống ở Úc nó có thay đổi hay không nha các bạn. Đó thì sau khi mà cả gia đình chuyển sang Úc xong đó thì cũng có nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Tại vì các bạn biết sao, trước đó thì chỉ có hai cha con ở nhà này thôi. Thì hai cha con nó làm gì cũng có nhau, còn ngủ thì ngủ cũng ngủ chung phòng chung giường. Thì khi mà Linh mới sang á thì Y Thình đó, nó còn nhỏ mà các bạn, nó cũng bỡ ngỡ một chút. Thì lúc đó nó cứ nói là tại sao dì Linh cứ ngủ chung với ba ngoài, nó muốn ngủ chung với ba nữa. Nó biểu dì Linh là thôi bữa nay ngủ riêng một mình đi cho nó ngủ với ba nó. Nhưng mà ông xã Linh thì cũng tế nhị lắm, ảnh muốn tập cho nó là biết là nó lớn rồi nó phải tự lập, nó ngủ một mình nó. Cho nên ảnh cũng giải thích cho nó là ảnh cho nó một cái phòng riêng, nó ngủ riêng với Eo Vinh các bạn đó. Đó, thì cái sự đó là cũng tế nhị cũng vui lắm. Lúc đó nó cứ nhại nhại, nó cứ năn nỉ, nó nói thôi dì Linh tối nay ngủ một mình đi hay là ngủ với Sophia đi, rồi cho nó ngủ với ba nó, rất là vui luôn các bạn. Nhưng mà ông xã Linh thì cũng là tế nhị, cũng muốn cho nó lớn rồi thì cũng phải tập cho nó ngủ riêng, tại vì trước đó thì không có Linh thì ảnh cho nó ngủ chung thì khác. Thì nói chung á là Linh cũng thương Y Thình lắm các bạn, chứ không có giống như ý nghĩa của cái câu đó. Nó tại vì nó cũng ở với Linh từ nhỏ, Linh chăm sóc nó mà nó cũng nghe lời Linh lắm. Thì nói chung mà con nít mà có lúc này lúc nọ, có lúc nó cũng không nghe lời mình, thì con mình cũng vậy thôi. Đó thì Linh cũng la nó, giống như nó không ngoan hay gì Linh cũng la nó. Mà rồi có nhiều lúc thì nó cũng kén ăn lắm các bạn, tại nó là con nít người nước ngoài mà nó đâu có ăn theo cái khẩu vị của người châu Á mình đâu. Đó rồi nó ăn theo khẩu vị nó thì mình cũng nấu theo nó thích ăn cái gì mình nấu theo cho nó. Nhưng mà nhiều lúc thì Linh cũng bực bội, Linh cũng nhằn nó này nọ, giống như là ông xã Linh nó hay chiều nó hay gì thì Linh cũng la ông xã Linh là không có được chiều nó quá, hay là nó cứ mua đồ chơi mắc tiền hay gì là cũng 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 la ông xã Linh chút xíu. Tại vì trước khi gặp Linh nó thì khác, là ông xã Linh có chỉ có một mình nó thôi, anh chịu nó, anh mua cho nó đủ thứ hết. Nhưng mà sau khi kết hôn với Linh rồi thì sanh thêm con, rồi có con hai ba đứa nữa thì nó sẽ khác đó. Đó thì Linh cũng la ông xã Linh vậy. Ông xã Linh nó thương con lắm các bạn, chiều lắm luôn, đứa nào anh cũng chiều hết trơn á, từ con riêng của Linh hay là con riêng của ảnh mà con chung, đứa nào anh cũng chiều cũng thương hết trơn á. Đó rồi còn Linh nó thì đối xử với Y Thình nó thì cũng như con của Linh thôi, tại vì nó còn nhỏ mà các bạn đó, mà nó cũng nghe lời Linh rồi. Linh với mẹ Y Thình nó cũng rất là thân luôn các bạn, chứ không có ghét nhau gì hết trơn á. Tại vì theo như ở Việt Nam mình nó thường á là vợ trước với vợ sau á là không nhìn mặt nhau ha, không có nói chuyện với nhau. Nhưng mà bên đây á, Linh khi mà Linh mới sang đây các bạn biết không, Linh không có bạn bè gì hết. Rồi ông xã Linh thì cũng ít bạn, rồi bên gia đình chồng Linh thì ở tiểu bang khác, cho nên ở đây chỉ có một mình má của Y Thình nó là quen thôi. Rồi khi mới qua đây Linh không biết lái xe gì hết đó, ông xã Linh thì đi làm xa, rồi Linh đang mang bầu nữa đó, rồi có cái gì cũng nhờ má của Y Thình không. Rồi má của Y Thình nó mỗi sáng là tới đây rước Eo Vinh đi học, rồi tới chiều là rước đón Eo Vinh về, rồi thả Eo Vinh tới nhà đó, cứ mỗi ngày như vậy á. Rồi lúc đó Linh đang mang bầu nữa, rồi má của Y Thình á mỗi lần mà có đi bác sĩ khám thai hay gì đó là má của Y Thình tới đây chở Linh đi. Rồi lâu lâu rồi Linh với má Y Thình với mấy đứa nhỏ đi ra nhà hàng ăn uống rồi nữa. Rồi chị ấy cũng đưa Linh đi tới mấy cái nhà hàng châu Á để ăn nữa các bạn đó. Chị ấy cũng rất là dễ thương, giống như là không có quan tâm là vợ trước vợ sau hay gì á đó.
Nhưng mà ông xã Linh với lại má Quy Thịnh lúc trước là không có kết hôn các bạn. Đó, người nước ngoài bên đây người ta sống chung rồi người ta ở với nhau có con vậy thôi chứ người ta không có quan trọng kết hôn gì hết các bạn. Đó, thì khi mà Linh sang Úc thì này cũng vậy. Khi mà ông xã Linh ở nhà 4 tuần thì Y Thịnh nó cũng về đây nó sống với vợ chồng Linh. Rồi khi mà ông xã Linh đi làm á thì nó đi về nhà với mẹ nó. Rồi khi mà mẹ nó đang đi học nghề y tá này các bạn. Đó, thì mẹ nó nhiều khi đi làm hay là đi học cái gì đó mẹ nó bận rộn không có thời gian thì cũng gọi điện thoại cho Linh là nhờ Linh đi đưa đón Y Thịnh giùm. Rồi Linh đưa đi Thịnh đi học bơi đồ này nọ. Nó ở với trong cái thời gian mà nó ở với mẹ nó, Linh cũng đưa Y Thịnh nó là đi học bơi đồ này nọ, đi học đánh võ boxing nữa các bạn. Đó, đi học đủ thứ hết trơn. Rồi đưa rước nó nữa, lâu lâu á mẹ nó bận rộn cái gì á là đi đón nó giùm rồi về đây rồi nấu nướng cho nó ăn đó vậy đó. Đó rồi nhưng mà nó cũng ngoan, nó nghe lời. Nhưng mà cái nào á ngoan thì ngoan nhưng mà cái nào nó hư nó không nghe lời là Linh la nó liền đó. Nhưng mà nó không ghét Linh các bạn, nó cũng nghe lời lắm đó. Thì đối với gia đình lịch của Linh á thì cái câu ca dao đó không hoàn toàn đúng với ý nghĩa của nó. Tại vì gia đình Linh á là cũng có là con anh nè, rồi con em nè, rồi con của chúng ta nè, nhưng mà cũng rất là êm ấm chứ không có xáo trộn gì hết đó các bạn. Thì dĩ nhiên là trong một gia đình thì cũng có lúc này lúc đó, giống như là cái cách dạy con thì cũng lâu lâu thì cũng có xung đột một chút xíu, nhưng mà không phải như là người ta nói là cha ghẻ mẹ ghẻ gì hết các bạn. Đó. Đó. Con nào cũng là con thì nó là con nít mà, thì nó không ngoan thì mình dạy bảo nó thôi. Đó. Rồi nếu mà mình ghét nó thì mai mốt nó lớn lên nó ghét mình lại chứ có được cái gì đâu. Đó. Thôi hiện giờ mình cũng chỉ bảo nó cũng như con mình thôi. Đó, thì Linh Rồi. thấy có rất là nhiều người phụ nữ ở nước ngoài này nè các bạn, người ta cũng có con rồi người ta ly dị chồng của người ta, rồi người ta cũng quen được người yêu mới rồi cũng chung sống hạnh phúc rồi, như vậy người ta đâu có quan tâm là con riêng con chung gì đâu các Đó bạn. Thì khi mà Linh mới quen với ông xã của Linh á, Linh nói là Linh có con rồi á. À, rồi Linh cũng ngại lắm, Linh sợ là người ta nói là có con riêng con chung, người ta sợ á, là sau này chung sống không hạnh phúc. Nhưng mà ông xã Linh không có quan tâm các bạn. Ông xã Linh nói bây giờ cho dù Linh có hai ba đứa con á, ông xã Linh cũng vẫn thương vẫn quen Linh nữa. Tại vì người ta không quan tâm, người ta người nước ngoài người ta không có quan tâm cái vấn đề về người con gái mình á, đã có chồng có con trước rồi đó hay rồi chưa, người ta không quan tâm các bạn đó. Ở còn ở Việt Nam mình á, mà đàn ông á, mà thấy người phụ nữ nào mà có con rồi là chạy mất dép rồi. Người ta sợ là phải nuôi con cho người phụ nữ đó luôn nữa các bạn đó. Đó, người ta sợ rầm rà. Đó, còn ở người nước ngoài người ta không quan tâm. Người ta thương là người ta chấp nhận hết. Đó thì cái quan niệm của Linh là như vậy đó các bạn. Không biết là các bạn suy nghĩ sao về cái câu ca dao này ha. Rồi vậy thôi Linh cũng xin kết thúc cái video này tại đây luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Linh, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Linh nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.